người thợ săn bắn mê muội, bàn tay không thương tích. Khi ngủ tại Trúc Lâm, Thế Tôn dạy câu trên do chuyện thợ săn Kukutamita, một cô gái con nhà giàu ở vương xá đến tuổi cập kê, được cha mẹ cho ở một phòng trên tầng chót tòa nhà 7 tầng với một tỳ nữ hầu hạ. Buổi chiều, đứng ngay cửa sổ nhìn xuống đường, thấy người thợ săn, cô bị tiếng sét ái tình. Thợ săn sống bằng nghề giết nai với 500 bẫy và 5.000 giáo. Anh vừa giết 500 nai chất lên xe và ngồi trên đầu xe vào thành để bán thịt. Cô gái, theo tiếng gọi con tim, đưa quà sai tỳ nữ mang tặng thợ săn và hỏi ngày anh trở lại đây. Biết được ngày và chỗ, sáng sớm hôm sau, cô gói quần áo và nữ trang, mặc y phục tồi tàn, rời khỏi nhà với một số gia nhân và bình nước trên tay, như thể định đi đến bờ sông, nhưng thật sự đến chỗ thợ săn sẽ đi qua và đứng chờ. Anh thợ săn cũng đánh xe ra rất sớm, cô thuộc lại sau và theo anh. Chợt thấy cô gái, anh ngạc nhiên hỏi: "Cô là người lạ, không phải con gái những người tôi quen biết, xin đừng theo tôi nữa." "Anh không mời nhưng tôi tự ý đến, xin im lặng và đánh xe đi." Anh bảo cô về đi, nhưng cô vẫn không nghe. Còn nói thêm khi dịp mai đến, đừng để vuột mất. Người thợ săn biết chắc là cô gái cố tình theo đuổi mình, nên đỡ cô lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Cha mẹ cô tìm khắp nơi nhưng không thấy, cho là cô đã chết. Họ làm tang lễ long trọng. Về sống với thợ săn, cô sanh 7 người con trai, chúng khôn lớn, cô có thêm 7 nàng dâu. Sáng sớm, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy thợ săn cùng con trai, con dâu hiện ra, và biết 15 người này đủ duyên lành chứng quả nhập lưu, nên ngài ôm bát đến chỗ thợ săn giăng lưới. Hôm đó, không có một con thú nào xa lưới. Phật để lại dấu chân tại một cái bẫy, rồi đi đến một gốc cây ngồi xuống. Thợ săn đến, kiểm soát tất cả lưới từ đầu đến cuối, không được con thú nào. Thấy dấu chân của Phật, anh cho là có người thả thú trong bẫy ra. Anh nổi giận, và khi thấy Phật ngồi dưới gốc cây, anh đinh ninh đó là một người phá hoại anh, nên dương cung nhắm bắn. Phật cho phép anh dương cung, nhưng không cho phép anh bắn, tức là anh đứng yên trong tư thế đó, không hạ tay cung, và cũng không lấy tên ra khỏi dây cung, miệng chảy nước miếng, mệt mỏi đến kiệt sức, như thể xương bị gãy lìa. Đám con trai anh về nhà, đợi lâu không thấy anh, và được mẹ nhắc thêm, nên mang thêm cung tên đi tìm. Đến nơi thấy cha mình đứng bất động, cho rằng người đứng đối diện là kẻ thù của cha, lập tức chúng dương cung. Thần lực của Phật cũng làm chúng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích. Rồi đến phiên bà mẹ cùng các con dâu lên đường đi tìm. Thấy chồng con đều đứng bất động, đang nhắm bắn ai đó. Bà tìm hiểu, thì ra họ nhắm bắn Thế Tôn. Bà giang hai tay đưa lên trời, vội kêu lên: "Đừng giết cha ta, đừng giết cha ta." Anh thợ săn nghe thấy thế hoảng hồn, nghĩ mình quá độc ác, lầm lỡ định bắn cha vợ. Mấy đứa con trai cũng ân hận vì tính mắng ông ngoại mình. Rồi cả cha con lòng bỗng dịu lại, trở nên thân thiện. Phật biết nên cho họ hạ cung tên. Cùng lúc, tiếng con gái phú gia bảo ném cung tên đi, rồi tất cả cúi mình trước Thế Tôn xin thứ lỗi, xong cung kính ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp tuần tự cho họ. Cuối bài pháp, anh thợ săn cùng 7 con trai, 7 con dâu đều chứng quả dự lưu. Sau đó Thế Tôn đi khất thực. Thọ thực xong, ngài trở về tịnh xá. Trưởng lão A Nan chào đón và hỏi thăm Phật. Ngài cho biết thợ săn cùng các con đều phát tâm nguyện tin Tam Bảo, niềm tin bất thối chuyển, và đã từ bỏ sát sanh. Riêng bà vợ đã chứng quả dự lưu trước khi còn ở nhà cha mẹ. Các tỳ kheo bàn tán chuyện này và thắc mắc bà vợ đã chứng quả dự lưu rồi mới lấy thợ săn, rồi còn đưa cung, tên, dao, lưới cho chồng đi sát sanh. Người đã chứng quả dự lưu rồi sao còn sát sanh? Phật đến, nghe thế bèn dạy: "Các tỳ kheo, dĩ nhiên người chứng quả dự lưu thì không sát sanh. Vợ của thợ săn khi làm thế
chỉ nghĩ vâng lệnh chồng, chứ không hề nghĩ sẽ đưa những thứ đó cho chồng đi sát sanh. Nếu tay một người không bị thương, thì dù có cầm thuốc độc trong tay, thuốc độc cũng không hại họ. Đúng vậy, người không nuôi tư tưởng lầm lỗi và không làm ác, có thể lấy cung hay các thứ tương tự đưa cho người khác mà vẫn vô tội. Và Phật nói pháp cú: bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác. Và một dịp khác, các tỳ kheo thảo luận không hiểu vì sao thợ săn cùng các con chứng quả dự lưu và tại sao anh tái sinh làm thợ săn. Phật nghe bèn kể chuyện quá khứ, chưởng khố thành và chưởng khố làng. Này các tỳ kheo, ngày xưa người ta xây tháp để thờ Xá Lợi Phật Ca Diếp. Họ lấy chất Obrimen vàng và arsenic nghiền thành bột làm hồ, với dầu mè làm nước. Rồi họ chặt những viên gạch làm hai, đặt xen kẽ với những tảng vàng cho tường phía trong. Tường ngoài gồm những tảng vàng rắn chắc, mỗi tảng trị giá 100.000 đồng. Khi tháp được xây lên đến chiều cao đựng thánh tích, họ kêu gọi đóng góp một số tiền lớn. Một chưởng khố trong làng là người đầu tiên cúng 10 triệu vàng cho hòm đựng thánh tích. Dân chúng sầm sì rằng chưởng khố thành phố quả đã cúng tiền để xây tháp lộng lẫy nguy nga như thế, nhưng không muốn đóng tiền nhiều để làm người đứng đầu. Do đó chưởng khố ở làng thành người đứng đầu với số tiền 10 triệu này. Chưởng khố thành phố nghe thế liền cúng 20 triệu. Chưởng khố làng leo thang 30 triệu. Cứ thế hai bên thi đua nhau tăng tiền nộp cúng. Cuối cùng chưởng khố thành dâng 80 triệu. Chưởng khố làng lúc đó có 90 triệu, trong khi tài sản của chưởng khố thành đến 400 triệu nên không thể tranh lại. Do đó ông quyết định không những dâng hết tài sản mà cả chính ông với vợ, 7 con trai và 7 con dâu làm nô lệ cho tháp này. Dân chúng đồng ý là tiền có thể kiếm được, nhưng người này cùng vợ con tất cả là 16 người đã tự hiến mình, rất là hãn hủ nên đã để ông đứng đầu. Tuy danh nghĩa là nô lệ cho tháp, nhưng dân chúng vẫn để họ tự do và chỉ có họ được coi sóc tháp. Mạng chung, họ tái sanh cõi trời và ở đó suốt thời gian giữa hai đức Phật. Thời Phật hiện tại, người vợ sanh làm con gái phu gia, thợ săn chính là chồng cũ của cô. Do đó khi gặp lại, tình cảm trước kia phát sinh. Do liên hệ từ trước hay lợi thế hiện tiền, tình yêu lại nảy sanh như đó sen trong nước. Cả con trai và con dâu đều gặp lại kiếp này do công đức coi sóc ngôi tháp kiếp trước mà hiện đời được chứng quả dự lưu. Chính thợ săn bị bầy chó của mình nuốt sống, hại người không ác tâm. Thế Tôn dạy câu này ở Kỳ Viên liên quan đến thợ săn Cô Ca. Sáng sớm, thợ săn Cô Ca vào rừng với cung tên và bầy chó săn theo sau. Hắn trông thấy bên lề đường có một tỳ kheo đang vào làng khất thực. Hắn bực bội vì cho rằng gặp một kẻ suối quẩy. Không biết có phải vì thế không mà anh ta sục sạo trong rừng cả ngày, chẳng được con thú nào. Còn trưởng lão khất thực và thọ thực xong trở về thinh xá, cả hai gặp nhau và thợ săn vẫn còn tức tối.
lùa chó đến cắn trưởng lão, dù ngài van xin hắn. Ngài vội vã trèo lên cây, bầy chó vây quanh dưới gốc. Thợ săn cay cú nói với Theo: "Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nghe." Rồi hắn lấy mũi tên đâm vào bàn chân trưởng lão. Ngài van xin, nhưng hắn mặc kệ. Cứ đâm hết nhát này tới nhát kia, cho đến khi bàn chân ngài nát bét. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống. Hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn đuốc, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn, trùm đến chân. Bầy chó tưởng đó là trưởng lão rớt trên cây xuống. Chúng luồn dưới chiếc y, kéo ra nhai sống anh thợ săn đến trơ xương. Chui ra khỏi đống y, chúng đứng đợi. Trưởng lão bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy trưởng lão, chúng mới biết là đã ăn thịt chủ mình, liền cong lưng chạy tót vào rừng. Trưởng lão bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Thế Tôn và hỏi Phật không biết mình vô tội hay có còn là tu sĩ không. Thế Tôn trả lời: "Tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn. Ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị diệt vong. Đây không phải là lần đầu, mà trong tiền kiếp tên thợ săn cũng đã từng phạm tội như thế." Và Phật kể lại chuyện quá khứ: y sĩ ác độc, bầy trẻ và con rắn độc. Xa xưa, một y sĩ đi quanh làng kiếm việc làm, tìm không ra việc mà quá đói. Ông chợt có ý định cho rắn độc cắn đám trẻ con đang chơi quanh cổng, để có cơ hội chữa vết thương cho chúng mà kiếm cơm. Ông bỏ con rắn vào một lỗ cây, cho thò đầu ra ngoài, dụ mấy đứa nhỏ rằng đó là con chim Satika, hãy lại bắt mà chơi. Một đứa trẻ chạy tới nắm cổ rắn kéo ra khỏi lỗ. Khi thấy con rắn trong tay, nó hét lên và ném lên đầu y sĩ đang đứng gần đấy. Rắn quấn quanh vai ông, và ông chết vì bị rắn cắn. Thế Tôn kết luận: "Như vậy, trong một tiền kiếp, chính thợ săn cô ca này đã xúc phạm người vô tội và bị diệt vong." Và ngài đọc pháp cú: "Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế. Tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi." Thợ kim hoàng, tỳ kheo và con ngỗng. Một số sinh bào thai. Phật đã dạy như thế khi ngủ tại kỳ viên, liên quan đến trưởng lão Ti Sa, người thường đến thợ kim hoàng khất thực. Trưởng lão này đã thọ thực tại nhà một người thợ kim hoàng hình như suốt 12 năm. Ông bà chủ nhà phục vụ ngài một cách tận tình, xem đó như là bổn phận của bậc cha mẹ. Một hôm, đang ngồi chặt thịt, có trưởng lão ngồi đối diện. Thợ kim hoàng nhận một viên ngọc của vua Ba Tư Nặc gửi đến bảo chùi sạch, dùi lỗ xong trả vua. Tay dính máu, ông vẫn cầm lấy viên ngọc bỏ vào hộp, rồi vào phòng trong rửa tay. Ông có nuôi một con ngỗng trong nhà rất cưng quý. Ngửi thấy mùi máu, nó cho viên ngọc là miếng thịt nên nuốt chửng trước mắt trưởng lão. Thợ kim hoàng quay trở lại, không thấy viên ngọc đâu, hỏi vợ con, nhưng không ai biết. Ông nghi cho trưởng lão đã lấy. Bà vợ không đồng ý, vì đã bao năm lui tới, trưởng lão chưa hề sai sót. Nhưng ông bối rối quá, không biết làm sao, nên cũng phải hỏi trưởng lão, và xin ngài trả lại viên ngọc. Trưởng lão xác nhận mình không lấy, nhưng lúc đó chỉ có hai người. Nên thợ kim hoàng cứ đinh ninh, ngoài trưởng lão không ai có thể lấy viên ngọc được. Vì giá trị viên ngọc quá lớn, mọi người trong nhà dù có làm nô lệ cũng không trả nổi. Nên ông quyết định tra tấn trưởng lão. Ông lấy y quấn quanh đầu ngài
và lấy gậy đập vào đầu ngài. Máu tuôn xối xả từ đầu, tai, mũi và mắt của ngài. Đau quá, ngài ngã lăn xuống đất. Con ngỗng đánh hơi máu, đến sát trưởng lão liếm máu. Thời Kim Hoàng trong cơn tức giận, thấy thế đá con ngỗng lăn ra chết tốt. Trưởng lão thấy vậy, bảo nới y quanh đầu ngài ra, hỏi thăm con ngỗng ra sao. Và khi biết chắc nó đã chết, ngài mới cho biết chính là con ngỗng đã nuốt viên ngọc. Nếu con ngỗng không chết, thà ông chết hơn là nói sự thật. Mổ bụng ngỗng ra, thấy viên ngọc, Thợ Kim Hoàng bủn rủn chân tay, tim ông đập loạn xạ lên. Ông gieo mình xuống chân trưởng lão van xin: "Hãy tha thứ cho con, tôn giả, vì vô minh con đã làm như thế." Trưởng lão bình thản đáp: "Cư sĩ, tất cả không phải tại ông, cũng không phải tại tôi. Chỉ có luân hồi chịu trách nhiệm việc này, tôi tha thứ cho ông." "Bạch tôn giả, nếu thực sự ngài tha thứ cho con, một lần nữa con xin ngài hãy thường xuyên đến nhà và nhận cúng dường từ chính tay con ạ." "Cư sĩ, từ nay trở đi tôi sẽ không bước chân vào nhà của bất cứ ai. Tôi nguyện như vậy vì vào nhà người đã gây hậu quả như đã thấy. Từ nay trở đi, khi nào tôi còn đi được trên đôi chân, tôi chỉ nhận thức ăn trước cửa nhà mà thôi." Trưởng lão quyết định giữ phạm hạnh. Ngài nói kệ sao: "Thức ăn nấu cho người trí, một chút ở đó, ở đây, từ nhà nọ đến nhà kia, ta đi nhận vật tính thí, trên khắp mọi miền ta qua, khi còn đôi chân bền bỉ." Chẳng bao lâu, trưởng lão nhập niết bàn vì trận đòn của Thợ Kim Hoàng. Con ngỗng tái sanh vào bụng vợ Thợ Kim Hoàng. Ông bị đọa xuống địa ngục, còn bà sanh lên cõi trời. Các tỳ kheo hỏi Thế Tôn về kiếp sau của họ và được Phật cho biết: "Các tỳ kheo, chúng sanh trên thế gian một số nhập thai lại, người ác đọa địa ngục, người thiện lên cõi trời, còn người hết lậu hoặc thì vào niết bàn." Và ngài đọc pháp cú: "Một số sanh bào thai, kẻ ác sanh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn." Mười một, ba nhóm tỳ kheo, không trên trời, giữa biển. Phật đã dạy như thế tại kỳ viên liên quan đến ba nhóm người. 11a, con quạ bị chết cháy. Một số tỳ kheo đến thăm Thế Tôn xong, rời tinh xá vào làng Khất Thực. Dân làng lấy bát, phân phối chỗ ngồi trong nhà nghỉ, và trong khi chờ dân cúng, họ nghe pháp. Bỗng một ngọn lửa phục cháy dưới nồi cơm đang nêm sốt và cà ri, bắt lên mái tranh. Một nắm tranh cháy đỏ bung ra khỏi mái, bay lơ lửng trên không. Một con quạ bay qua, đâm cổ vào nắm tranh ấy, bị đốt cháy đến giòn rụng và rớt xuống đất. Mọi việc xảy ra trước mặt các tỳ kheo thật khủng khiếp. Họ đồng lòng đến hỏi Thế Tôn xem kiếp trước con quạ đã làm gì. Người đàn bà bị ném xuống biển. Một nhóm tỳ kheo thứ hai đi thăm Thế Tôn trên một chiếc thuyền. Ra giữa biển, bỗng đứng lại không nhúc nhích. Hành khách nghi có một tên suối quẩy, nên rút thăm xem là ai. Thăm rời trúng vợ thuyền trưởng là một thiếu phụ trẻ đẹp. Họ đồng ý rút thăm lại. Lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, cũng là vợ thuyền trưởng. Hành khách nhìn thẳng mặt ông, hỏi ông bây giờ tính sao. Ông ra lệnh ném cô vợ xuống biển. Cô thét lên kinh hãi vì quá sợ chết. Thuyền trưởng bèn bảo tháo hết nữ trang, rồi vì không đủ can đảm chứng kiến cô vẫy vùng trên mặt biển, ông bảo cột bình cát vào cổ, xong hãy ném. Khi thân cô chạm mặt nước, cả
cá và rùa bơi đến rỉa thịt cô. Ngoài Thế Tôn không ai biết được kiếp trước cô là gì. Vì thế các tỳ kheo trên thuyền quyết định sẽ hỏi Thế Tôn khi lên bờ. Các tỳ kheo bị giam trong hang. Có 7 tỳ kheo lên đường đi gặp Thế Tôn. Họ đến tinh xá nọ vào buổi chiều. Lúc đó có 7 chiếc giường trong một thạch thất và họ ngủ trong đó. Đêm khuya, một hòn đá lớn bằng ngôi chùa lăn từ dốc bên kia xuống và bích lối vào hang. Các tỳ kheo tại đó cùng với dân trong 7 làng hợp lực hết mình cùng với tỳ kheo bên trong đẩy hòn đá đi, nhưng không nổi. Suốt 7 ngày, người bị nhốt đói meo. Đến ngày thứ 7, thình lình hòn đá tự động lăn khỏi miệng hang. Các khách tăng được trả tự do. Họ chờ gặp Phật để hỏi nguyên nhân. Trên đường đi, họ gặp 2 nhóm tỳ kheo trước và chung đường đến gặp Phật. Đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Tuần tự mỗi nhóm xin Phật giải thích và được nghe Phật kể. Chuyện quá khứ. Đốt cháy một con bò. Này các tỳ kheo, thuở xưa con quả là một nông dân ở Ba La Nại. Anh cố hết sức điều khiển con bò, nhưng nó đi một chút lại nằm xuống. Dù bị đánh, anh nổi giận mắng nó: tốt lắm, từ phút này mày sẽ nằm lại đây cho vừa lòng mày. Anh lấy rơm quấn hết thân con bò rồi mồi lửa. Bò bị cháy đến giòn và chết ngay. Do hành động ác đó, anh ta chịu đau đớn trong địa ngục rất lâu. Sau đó, vì nghiệp báo chưa hết, phải 7 lần liên tiếp làm thân quả bị đốt cháy. Diêm chết một con chó. Người đàn bà này chịu đau đớn giống hệt một lần bà đã gây cho kẻ khác. Ngày xưa, bà là vợ một gia chủ ở Ba La Nại. Bà tự tay làm mọi việc trong nhà, từ lấy nước, giã gạo, nấu nướng, với một con chó ngồi một bên. Ra ngoài đồng gom lúa hay vào rừng chặt củi, con chó cũng đi theo. Đám thanh niên thấy thế chọc ghẹo bà: à, đây là thợ săn đi với con chó. Hôm nay chúng ta sẽ có thịt ăn đây. Bực mình, bà đánh chó, ném đá đất và đuổi nó đi. Nhưng chạy đi một quãng, nó quay trở lại theo bà. Trong kiếp trước, con chó là chồng bà. Do đó, tình cảm của nó đối với bà vẫn còn. Bà rất tức giận, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Gom lúa đủ dùng, lượm một sợi dây cột vào chéo áo. Bà về nhà, con chó vẫn lẻo đẻo theo sau. Lo bữa ăn cho chồng xong, bà lấy cái bình không ra hồ nước. Đổ cát đầy bình, bà nhìn quanh và nghe tiếng chó sủa bên cạnh. Chó chạy đến, ngoắt đuôi mừng rỡ vì tưởng bà sẽ vui vẻ với nó. Bà nắm chặt cổ nó, buộc vào một đầu dây, còn đầu kia cột bình nước, quăng xuống hồ. Con chó bị bình kéo xuống nước chết ngay. Hành động ác chín mùi. Bà ta bị đọa rất lâu ở địa ngục. Sau đó, nghiệp báo chưa hết, nên trong 100 kiếp liên tiếp, bà bị cột cổ vào bình cát ném xuống biển chết chìm.
giam cầm một con cách kè. Cũng thế, này các tỳ kheo, các ông phải chịu đau đớn y như lần đã gây cho người khác. Xưa, bãi chú Mục Đồng ở Ba La Nại chăn một bầy gia súc, từng đợt 7 ngày, gặp một con cắt kè khổng lồ. Mấy chú đuổi theo, nhưng nó đã nhanh chân chui vào ụ mối có 7 lỗ. Mấy chú đành chịu thua, nhưng hẹn sẽ trở lại. Ngày mai mấy chú trở lại ủ mối, mỗi người lấy cây chà nhét bít mỗi lỗ, xong lùa bò đi nơi khác. 7 ngày sau, nhớ đến con cắt kè, 7 chú Mục Đồng trở lại ủ mối môi lấy cây chà ra. Cắt kè bò ra ngoài chẳng kể sống chết, chỉ còn da bọc xương, rùng lẫy 7. 7 chú thương tình bảo nhau đừng giết nó, và còn vuốt lưng chúc nó đi bình an. Do đó tuy 7 chú không rơi vào địa ngục, nhưng 14 kiếp liên tiếp thiếu thức ăn trong 7 ngày liền. Các tỳ kheo, các ông là 7 Mục Đồng ấy, và đó chính là hành động xấu ác mà các ông đã làm. Như thế, Phật đã trả lời câu hỏi của 3 nhóm tỳ kheo, giải thích cả 3 chuyện đã xảy ra. Một tỳ kheo vẫn còn thắc mắc, hỏi: Bạch Thế Tôn, một người làm ác không thể nào tránh hậu quả bằng cách bay lên không, lao xuống nước hay trốn vào hang núi sao? Phật đáp: Này các tỳ kheo, không thể tìm ra nơi nào để trốn tránh, dù trên không, dưới biển hay trong lòng đất, không nơi nào trên thế gian này có thể thoát khỏi hậu quả của việc làm ác. Và Ngài nói pháp cú: Không trên trời, giữa biển. Phẩm hình phạt 1. Lục quần tỳ kheo. Mọi người sợ hình phạt. Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên, liên quan đến lục quần tỳ kheo. 17 vị tỳ kheo vừa sửa soạn xong chỗ ở, thì nhóm lục quần tỳ kheo tới bảo: Chúng ta lớn hơn, chỗ này thuộc về chúng ta nè. Chúng ta lớn hơn, đúng rồi, chỗ này thuộc về chúng ta. 17 vị kia không chịu vì sửa soạn trước nhất. Lục quần tỳ kheo liền đánh các tỳ kheo huynh đệ của mình. Khủng khiếp vì sợ chết, họ gào đến bể phổi. Thế Tôn nghe tiếng la thét hỏi chuyện, rồi Ngài ban hành giới luật về việc hành hung. Này các tỳ kheo, từ nay trở đi, một tỳ kheo không được hành hung. Ai làm điều này là phạm tội. Và Ngài dạy tiếp: Này các tỳ kheo, ta phải nhớ rằng, cũng như ta, người khác run rẩy trước gậy gộc và sợ chết, do đó chớ đánh hay giết người. Phật đọc pháp cú: Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Hai, lục quần tỳ kheo. Mọi người sợ hình phạt. Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên vì nhóm lục quần tỳ kheo. Câu chuyện cũng tương tự như trên. Khi lục quần tỳ kheo tấn công nhóm 17 tỳ kheo, nhóm sau có cử chỉ đe dọa. Thế Tôn cũng nghe tiếng gào thét, kêu đến hỏi và ban hành giới luật: Các tỳ kheo, từ nay trở đi, không tỳ kheo nào được làm như thế. Ai làm điều này là phạm tội. Và Ngài dạy tiếp: Này các tỳ kheo, một tỳ kheo phải biết, cũng như ta, người khác cũng run sợ trước gậy gộc, và cũng như ta, người khác cũng ham sống. Nhớ nghĩ điều này trong tâm, không được đánh hay giết người khác. Phật đọc pháp cú:
mỗi người sợ hình phạt, mỗi người ưa sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Một bầy trẻ. Chúng sanh cầu an lạc. Do chuyện bầy trẻ con, Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên. Nhưng đi vào xá vệ khất thực, Thế Tôn thấy một đám trẻ lấy gậy đánh rắn. Ngài hỏi vì sao? Chúng bảo vì sợ rắn cắn. Phật liền dạy: nếu các con đánh rắn này vì nghĩ rằng như thế sẽ bảo vệ được hạnh phúc của mình, hậu quả là sau này tái sanh vào các nơi khác nhau, các con sẽ không được hạnh phúc. Ai tìm được hạnh phúc cho mình thì không đánh đập kẻ khác. Và Ngài đọc pháp cú: chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để an lạc cho mình, đời sau không an lạc. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để an lạc cho mình, đời sau được an lạc. Tỳ kheo và con ma. Chớ nói lời độc ác. Vị trưởng lão Kundadana mà Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại Kỳ Viên. Từ khi Kundadana trở thành tỳ kheo, bất cứ ngày đi đâu cũng có một phụ nữ đi theo. Trưởng lão không thấy, nhưng mọi người khác đều thấy. Vào làng khất thực, dân chúng cũng dâng ngài một phần trước và sau đó phần thứ hai cho cô kia. Chuyện quá khứ. 4a. Thiên nữ hiện hình phụ nữ. Thời Phật Ca Diếp, có hai tỳ kheo bạn rất thân nhau như hai anh em ruột. Thời Phật Đi Gan Du, năm này qua tháng nọ, các tỳ kheo đều gặp nhau vào ngày Bố Tát. Hai tỳ kheo ấy đều đến giảng đường Bố Tát một lượt. Một thiên nữ ở cõi trời 33 thấy vậy, bỗng có ý định tách họ ra. Ý tưởng điên rồ vừa sinh trong lòng thì một vị tách ra đi vệ sinh. Thiên nữ liền hóa thành một phụ nữ, đi vào bụi cây với vị đó, rồi cùng đi ra, một tay vuốt lại búi tóc, tay kia sửa y phục. Chính vị đó thì không thấy, nhưng vị đứng chờ thì thấy. Khi đã biết thế, cô liền biến mất. Vì thế thì kheo bạn vừa đứng vào chỗ mình thì vị đang đứng nghiêm sắc mặt bảo: này huynh, huynh đã phạm giới dâm. Trời, tôi đâu có làm việc đó. Không à, thế cô nào đi sau huynh đó? Vừa đi vừa sửa quần áo kìa. Trưởng lão như bị sét đánh, ngài lắp bắp: này huynh, chớ hại tôi nha, tôi không hề làm việc đó. Điều gì tôi thấy bằng chính mắt tôi mà, đừng mong tôi tin huynh nha. Rồi ông bẻ đầu gậy đi chỗ khác. Trong giảng đường Bố Tát, ông không chịu Bố Tát chung với bạn mình. Thiên nữ thấy thế, biết mình đã phạm lỗi làm nghiêm trọng, cô liền thú thật: tôn giả, vị trưởng lão thật sự không phạm giới. Tôi làm như thế chỉ cốt thử ông ta, xin hãy Bố Tát chung với ông ta như thường lệ. Thấy thiên nữ đứng trên hư không nói như thế, tỳ kheo này tin theo, chịu Bố Tát chung, nhưng không còn thân thiện với bạn cũ nữa. Mạng chung, hai trưởng lão tái sanh theo thiện nghiệp của họ, còn thiên nữ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu hình phạt suốt thời kỳ giữa hai đức Phật. Thời Phật hiện tại, cô sanh làm đàn ông, xuất gia thành tỳ kheo và làm tròn bổn phận của mình. Từ ngày đi tu, luôn luôn có một nữ nhân đi theo, do đó có tên là Kundadana.
Các tỳ kheo thấy thế, bảo trưởng giả cấp cô độc đuổi vị ấy ra khỏi tỉnh xá để khỏi mang tiếng. Nhưng trưởng giả bảo để Phật giải quyết. Các tỳ kheo bảo bà tỳ sát hư y như thế, và bà cũng trả lời y như trưởng giả. Họ không hài lòng hai cư sĩ này, nên kể cho vua nghe và yêu cầu vua đuổi vị ấy ra khỏi vương quốc. Vua bằng lòng và đến tỉnh xá, đứng ngay lối vào phòng trưởng lão. Trưởng lão nghe ồn, bước ra, vua thấy bóng một phụ nữ đứng sau. Khi trưởng lão vào phòng ngồi xuống, vua không đảnh lễ vị ấy, nhưng cũng không thấy cô đó nữa. Vua nhìn phía trong cửa, dưới giường phòng, thì cô lại hiện ra phía sau. Vua kết luận đó là một bóng ma, và thưa với trưởng lão: Tôn giả, có hình bóng bất tịnh theo sao, sẽ không có ai cúng cho ngài. Xin thỉnh ngài đến hoàng cung, tôi sẽ cung cấp tứ sự. Các tỳ kheo bất mãn, bảo vua là tệ ác, còn trưởng lão là đồi bại, và bây giờ lại thành con quan của vua. Trưởng lão trước giờ không hề đối đáp, bây giờ trả đũa, bảo các tỳ kheo là đồi bại, là con quan của vua, là giao thiệp với phụ nữ. Các tỳ kheo bèn đi thưa Thế Tôn. Phật gọi lại hỏi và dạy: Các tỳ kheo, thấy một nữ nhân theo sau ông, và họ nói những gì mà họ thấy. Nhưng còn ông, tại sao ông nói những gì ông không thấy? Chắc chắn vì tà kiến trong một tiền kiếp mà sự kiện này xảy đến với ông. Bây giờ tại sao ông lại có thái độ sai lầm nữa? Các tỳ kheo lại hỏi trưởng lão đó đã làm gì trong tiền kiếp. Phật thuật lại các nghiệp của ông và kết luận: Tỳ kheo, chính vì ác nghiệp mà ông phải rơi vào cảnh ngộ đáng buồn này, ông không nên có thái độ sai lầm nữa. Đừng trả treo với các tỳ kheo, đừng nói một lời nào. Như chuông đồng bể miệng không phát ra tiếng, như thế ông có thể đạt đến niết bàn. Và Phật đọc pháp cú: Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Nếu tự mình yên lặng, như quả chuông bể miệng, người đã chứng niết bàn sẽ không còn phẫn nộ. Tỳ sát khư và quyến thuộc giữ bát quan trai. Giới gậy người chăn bò. Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại Puparama, liên quan đến tỳ sát khư và các nữ cư sĩ của bà trong ngày thọ bát quan trai. Tại Xá Vệ, ngày đại lễ trai giới, 500 phụ nữ tuân giữ giới luật trai giới và đến tịnh xá. Tỳ sát khư hỏi trong họ vì mục đích gì mà giữ giới luật. Người già nhất trả lời: Chúng tôi mong phước báo cõi trên. Người trung niên: Để thoát khỏi quyền lực của chồng. Người trẻ: Chúng tôi cũng muốn có con nữa. Thiếu nữ mới lớn: Chúng tôi muốn có chồng. Tỳ sát khư dẫn tất cả đến gặp Phật, kể lại các câu trả lời và được Phật dạy: Tỳ sát khư, chúng sanh trong thế gian đều bị sanh, già, bệnh, chết, giống như một đồng cầm gậy trong tay. Sanh đuổi họ đến già, già đuổi họ đến bệnh, và bệnh đuổi họ đến chết. Bốn khổ này như rìu cắt ngắn đời sống. Tuy thế, chẳng ai muốn đừng tái sanh. Tái sanh là mong ước của mọi người. Và ngài đọc pháp cú: Giới gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng dậy già và chết, lùa người đến mạng chung.
6. Ngạ quỷ hình trăng. Người ngu làm điều ác. Do chuyện ngạ quỷ có hình trăng, Thế Tôn dạy câu trên ở tỉnh xá Trúc Lâm. Từ đỉnh Linh Thú, trưởng lão Đại Mục Kiền Liên và Lakhana xuống thành Dương Xá khất thực. Dọc đường, Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn thấy một ngạ quỷ trong tướng hình trăng dài 25 dặm bị lửa thiêu đốt khắp mình mẩy. Ngài mỉm cười, vị kia hỏi lý do. Ngài bảo đợi đến gặp Phật sẽ nói. Và trước mặt Phật, Ngài giải thích vì từ trước đến giờ chưa hề trông thấy ngạ quỷ như thế, nên Ngài mỉm cười. Phật cũng xác nhận. Các tỳ kheo, đệ tử ta có thiên nhãn và đã sử dụng. Chính ta đã thấy ngạ quỷ này khi lên ngôi chánh giác, nhưng ta không nói ra vì người không tin lời ta sẽ có hại cho họ. Nay đã có một Kiền Liên chứng kiến, ta mới nói. Và theo lời yêu cầu của các tỳ kheo, Ngài kể. Chuyện quá khứ, trưởng khố Sumangala và kẻ trộm. Thời Phật Ca Diếp, trưởng khố Sumangala đem vàng trải một khoảng đất rộng 20 Usapa, tức bằng số tiền xây một tịnh xá, kể cả chi phí tổ chức lễ khánh thành tịnh xá đó. Một sáng sớm, trên đường đi đảnh lễ Thế Tôn, ông bắt gặp một tên trộm đang núp ở nhà nghỉ cổng thành, chân bê bết bùn, áo trùm khỏi đầu. Ông biết hắn đã định suốt đêm đâu đây. Tên trộm bị phát hiện, đem lòng căm thù ông. Hắn đốt ruộng ông 7 lần, đốt nhà 7 lần, chặt chân bò 7 lần. Chưa hả tức, hắn đánh bạn với gia nhân của ông để hỏi xem ông quý trọng cái gì nhất. Được biết đó là hương thất, hắn đợi Thế Tôn vào thành khất thực, liền đập bể bình đựng nước với thức ăn, rồi nổi lửa đốt. Nghe tiếng kêu hương thất bị cháy, trưởng khố chạy tới nhưng đã muộn. Không mảy may buồn tiếc, ông còn hân hoan vỗ tay thật to. Người ta ngạc nhiên hỏi, thì ông giải thích vì sẽ có dịp cúng tiền để xây dựng lại hương thất. Tên trộm nghe thế, cho rằng không thể đánh bại ông trừ khi giết ông chết. Trong 7 ngày đó, ông cúng dường tăng chúng, và ngày cuối, ông đảnh lễ Phật thưa. Bạch Thế Tôn, con biết rằng có một người nào đó 7 lần đốt ruộng, 7 lần đốt nhà, 7 lần chặt chân bò, và cũng chính người ấy đốt hương thất. Con xin nhận phước báo đầu tiên của lần cúng dường này đến người ấy. Tên trộm núp đâu đó nghe được, lòng cảm thấy hổ thẹn vì tội lỗi lớn lao của mình, và lo âu vua sẽ giáng hình phạt xuống đầu. Do đó phủ phục dưới chân trưởng khố xin tha thứ. Trưởng khố hỏi chuyện hắn từ đầu tới đuôi, và cũng xin lỗi hắn vì lỡ thốt ra lời nghi kỵ trong đêm bắt gặp hắn núp. Và cả hai bên tha thứ lẫn nhau. Tên trộm còn xin cho hai vợ chồng hắn làm nô lệ cho trưởng khố, nhưng ông không nhận và bảo hắn đi đi. Và Thế Tôn kết luận: do tạo nghiệp ác như thế, khi mạng chung tên trộm bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu hình phạt ở đó rất lâu. Nhưng quả báo chưa hết, hắn phải chịu đau khổ trên đỉnh Linh Thú. Các tỳ kheo, khi làm điều ác, kẻ ngu không biết việc ác của mình, nhưng về sau hắn sẽ bị thiêu đốt do nghiệp ác đã tạo, như rừng bị lửa cháy. Và Ngài nói pháp cú: người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Cái chết của Đại Mục Kiền Liên.
dùng trượng phạt không trượng. Thế Tôn đã dạy câu trên tại Trúc Lâm liên quan đến Đại Mục Kiền Liên. Các ngoại đạo bàn tán với nhau, không hiểu tại sao Sa Môn Cồ Đàm được nhiều phẩm vật cúng dường đến thế. Một người nói mình biết lý do. Được như thế là Mục Kiền Liên, vì Mục Kiền Liên lên cõi trời hỏi chư thiên đã tạo công đức gì, rồi trở về thế gian kể cho mọi người do làm điều này điều nọ. Rồi ông xuống địa ngục hỏi các tội nhân tại sao làm thế, và cũng trở về thế gian kể lại do phạm tội như thế, như thế. Dân gian tin lời ông nên đem nhiều phẩm vật đến cúng dường. Bây giờ nếu giết ông đi thì số phẩm vật đó sẽ về tay các ngoại đạo. Họ đồng thanh cho là ý kiến hay. Sau đó họ quyên góp các thí chủ được 1.000 đồng, kiếm được một vài tên du đảng cướp bóc, thuê chúng đến Hắc Thạch giết trưởng lão. Chúng đến ngay nơi ngài ở, bao vây. Ngài chui qua lỗ khóa, trốn thoát. Chúng trở lại và bao vây nữa. Ngài chọc thủng mái nhà bay lên hư không. Suốt 2 tháng, bọn du đảng làm đủ cách nhưng vẫn thất bại. Đến tháng thứ 3, thấy quả báo do nghiệp ác đã tạo trong tiền kiếp đã đến, ngài không cố gắng thoát đi nữa. Cuối cùng, bọn du đảng bắt được ngài. Chúng xé tay chân ngài giả xương nát ra như hạt gạo, quăng hết vào bụi rậm rồi bỏ đi. Trưởng lão muốn đảnh lễ Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn, nên tự quấn mình bằng định lực, làm thân cứng lại và bay lên không. Đến gặp Phật, đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, con sắp nhập Niết Bàn. Phật hỏi: Tại đâu? Tại Hắc Thạch, bạch Thế Tôn. Vậy thì hãy tụng pháp cho ta nghe trước khi đi, vì từ nay ta sẽ không còn thấy lại đệ tử của ta nữa. Một Kiền Liên vâng lời. Trước tiên ngài bay lên không, biến hóa thần thông như trưởng lão Xá Lợi Phất đã làm trước khi nhập Niết Bàn. Tình bọn du đảng giết một Kiền Liên bay khắp miền Diêm Phù Đề. Vua A Xà Thế tức tốc phái do thám tìm thủ phạm. Bọn chúng đang nhậu nhẹt trong một quán rượu. Đứa này nện lưng đứa kia, khiến nó té xuống đất. Rồi hai đứa chửi lộn: Tại sao mày đánh lên lưng tao, làm tao té? Mày là đồ ăn trộm, vô thủ vô thực. Mày là kẻ đầu tiên đánh bại Đại Mục Kiền Liên. Sao mày biết tao đánh? Rồi nhiều tiếng nói hỗn độn: Chính tao đánh nè! Chính tao đánh nè! Chính tao đánh nè! Chính tao đánh nè! Tao đánh nè! Chính tao đánh nè! Do thám của vua bắt hết cả bọn, về triều chúng khai các đạo sĩ lõa thể chủ mưu. Vừa bắt 500 đạo sĩ chung với 500 tên trộm, bỏ xuống hố sâu đến thắt lưng đã đào sẵn trước sân hoàng cung, cho phủ rơm khắp mình chúng, đốt đến cháy giòn, xong cho cày sắt cày ra từng mảnh. Các tỳ kheo bàn tán trong pháp đường là đại trưởng lão không xứng để chịu chết như vậy. Phật giải thích đó là ác nghiệp trong tiền kiếp, và ngài kể: Chuyện quá khứ, đứa con giết cha mẹ. Ngày xưa, có một chàng trai rất có hiếu. Mọi việc trong nhà như giã gạo, nấu ăn, một tay anh làm hết. Đến săn sóc cha mẹ, anh cũng hết sức chu đáo. Thấy con quá vất vả, hai ông bà định cưới dâu để đỡ đần phần nào. Anh lắc đầu ngoài ngoại, chỉ muốn chính tay mình hầu hạ cha mẹ mà thôi. Nhưng hai ông bà cương quyết cưới vợ cho con. Cuối cùng một cô gái trẻ được rước về nhà. Cô ta hầu hạ cha mẹ chồng chỉ được vài ngày, sau đó bắt đầu nói nặng nhẹ. Cô cứ cằn nhằn với chồng là không thể ở nổi nhà này nữa. Đợi anh đi vắng, cô lấy đất cục dán cháo rải khắp nhà. Anh chồng về thấy nhà cửa tùm lum như thế, hỏi cô, được dịp cô tru tréo lên: Cha mẹ già mù lòa của anh làm đó, cứ dứt bừa dứt bãi ra như thế. Tôi giọng muốn đứt hơi à, khổ thân tôi, làm sao mà tôi sống cho nổi đi nè. Cô cứ than gian rên rỉ mãi, khiến anh chồng bực mình. Trước đây là người đàng hoàng có hiếu, nay hết thương cha mẹ và còn tìm cách đối xử ác đối với họ. Anh gạt cha mẹ lên xe đi thăm bà con,
vào đến rừng sâu, anh trao dây cương cho cha, bảo chỗ này bọn cướp hay rình rập, anh phải xuống xe. Nhưng con bò đã rành đường không lo. Anh đi xa một quãng thì la hét ầm ĩ, càng lúc càng to, như thể bọn cướp sắp tấn công tới nơi. Hai ông bà nhìn quanh nhìn quất cũng chỉ thấy một màn đen tối. Nhưng thương con, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của nó, nên vội bảo: Con ơi, cha mẹ già rồi, đừng lo nữa, mà hãy tự cứu lấy mình. Hãy tự cứu lấy mình, con ơi. Nhưng anh vẫn mặc kệ, giả làm bọn cướp hét đánh và giết hai ông bà, dứt thi thể trong rừng, xong trở về nhà. Thế Tôn kết luận: Các tỳ kheo, một Kiền Liên đã phạm trọng tội như thế, ông chịu đau khổ vô số trăm ngàn năm ở địa ngục. Sau đó, vì ác báo chưa hết, nên 100 kiếp liên tiếp bị đánh chết, thân xác xé tan từng mảnh. Do đó, một Kiền Liên phải chịu chết như thế, tương ứng với ác nghiệp kiếp trước. Cũng vậy, 500 đạo sĩ lõa thể và 500 tên cướp đã tấn công người không gây hấn với chúng phải chịu chết tương ứng với tội lỗi đó. Và ngài đọc pháp cú: Dùng trượng phạt kẻ không trượng, làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp 1 loại khổ. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm, hoặc tai họa từ vua, hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị quả. Không phải sống lõa thể. Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên liên quan đến một tỳ kheo nhiều của cải. Nhưng bà vợ qua đời, một gia chủ ở Sát Vệ từ bỏ thế gian thành tỳ kheo. Ông xây một thất riêng, một nhà bếp và một nhà kho. Trong đó ông chứa đầy nào bơ, nào mật, đủ các thứ. Dù đã là tỳ kheo, ông vẫn có nô lệ riêng. Họ nấu cho ông ăn theo sở thích và ông chỉ ăn những món đó mà thôi. Ông cũng còn nhiều nhu cầu như một bộ y ban đêm và bộ khác ban ngày. Ông ở sát bên tịnh xá. Một hôm đang phơi y và ngoạ cụ, các tỳ kheo trông thấy ông có quá nhiều đồ đạc, bèn dẫn ông đến với Thế Tôn. Thế Tôn hỏi lại ông cho rõ: Tỳ kheo, họ báo cáo về ông có đúng không? Ông đáp: Vâng, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Tỳ kheo, ta đã dạy rất rõ là nên tri túc thiểu dục. Sao ông chất chứa nhiều của cải vậy? Giận dữ vì chút xíu đó, ông la lên: Rồi, tôi sẽ đi khắp nơi như thế này đây. Vừa nói xong, ông vừa quăng thượng y, chỉ mặc nội y đứng giữa hội chúng. Thế Tôn vẫn kham nhẫn khuyên tiếp: Này tỳ kheo, trong tiền kiếp khi làm thủy tinh, ông đã giữ được tính khiêm cung và biết sợ tội chết trong suốt 12 năm. Tại sao bây giờ ông hư đốn thế, đã từ bỏ thế gian thành một tỳ kheo theo một vị Phật tôn quý như thế? Sao ông cởi y, quên tính khiêm cung và không biết sợ tội nữa? Tỳ kheo như chợt tỉnh, ông khiêm cung trở lại, biết sợ tội chết, quấn y, đảnh lễ Phật và cung kính ngồi xuống một bên. Theo lời thỉnh cầu của các tỳ kheo, Phật kể lại: Chuyện quá khứ, Mahimasasa và hai hoàng tử Mặt Trăng, Mặt Trời. Thật xa xưa, thuở Phật còn là Bồ Tát, ngài làm hoàng tử của chánh hậu Ba La Nại, tên là Mahimsasa. Về sau ngài có thêm một người em nữa là hoàng tử Mặt Trăng, Kanda. Chánh hậu qua đời, vua cưới vợ khác và có thêm một hoàng tử Mặt Trời, Surya. Vua sung sướng nên muốn ban một ân huệ. Hoàng hậu sau này đợi con lớn rồi mới nhắc lại ân huệ đó
là xin vương quốc cho con. Vua từ chối vì thấy hai hoàng tử anh đi khắp nơi, nơi nào cũng chói lọi như ngọn lửa. Nhưng sợ bà trả thù, vua bảo hai con vào rừng, khi vua chết mới trở về lên ngôi. Họ tự giả phụ vương ra đi. Qua sân hoàng cung, hoàng tử Mặt Trời thấy và biết chuyện bèn đi theo. Cả ba đến Hy Mã Lạp Sơn. Bồ Tát rời đường mòn, ngồi dưới gốc cây bảo Mặt Trời đến hồ tắm, uống nước xong múc nước đựng trong lá sen mang về. Hồ này do một thủy quái Betsavana trông nom, và hắn được phép ăn thịt ai bước xuống hồ, trừ người nào nói được bậc thánh là gì. Hoàng tử Mặt Trời bước xuống hồ, bị thủy quái hỏi, đáp rằng Mặt Trăng và Mặt Trời là bậc thánh. Không đúng, nên chàng bị hắn bắt nhốt trong động. Thấy lâu, Bồ Tát sai hoàng tử Mặt Trăng đi xuống hồ. Chàng trả lời, bốn phương là bậc thánh. Cũng không đúng, nên bị bắt giam trong động. Bồ Tát lần này đích thân đi. Biết hồ này có thủy quái, ngài không xuống, mà cung kiếm trên tay đứng chờ. Thủy quái thấy thế, quá thành tiều phu đến dụ ngài. Bạn ơi, bạn đi đường chắc mệt mỏi, sao không xuống hồ tắm, uống nước và ăn ngó sen, rồi kết vòng qua. Ngài biết ngay hắn là một dạ xoa, hỏi chuyện và hắn nhìn nhận là đã bắt hai hoàng tử em, vì cả hai không chỉ được ai là bậc thánh. Bồ Tát bảo là sẽ nói cho hắn biết, nếu được hắn tắm rửa. Dạ xoa khoái chí liền tắm cho ngài, múc nước uống, trang điểm cho ngài với đồ trang sức quý báu, và đỡ ngài lên tòa ngồi giữa lều trang hoàng lộng lẫy. Hắn ngồi xuống chân ngài và lắng nghe. Bồ Tát nói kệ sau: Người khiêm nhường sợ tội, được phú tính công bằng, chánh trực và hiền thiện, được gọi là thánh nhân. Dạ xoa nghe xong phát tín tâm nơi Bồ Tát và xin trả một người em cho ngài. Ngài chọn hoàng tử Úc, tức Mặt Trời. Hắn không chịu, vì như thế ngài bỏ em lớn lấy em nhỏ, làm đảo ngược tôn ti trật tự. Tức ngài biết thánh nhân, nhưng không hành hạnh thánh nhân. Bồ Tát phải giải thích đầu đuôi câu chuyện. Nếu để Mặt Trời bị ăn thịt, sau này trở về nhận vương quốc, không ai tin ngài, mà còn bị nguyền rủa. Dạ xoa rất thán phục, nên giao hết hai em cho Bồ Tát. Ngài truyền ngũ giới cho hắn và tiếp tục sống trong rừng với phẩm vật do hắn cung cấp. Vua Cha Băng Hà, ngài trở về Ba La Nại lên ngôi, phong Mặt Trăng làm phó vương, Mặt Trời làm đại nguyên soái và xây dựng một chỗ tiện nghi cho Dạ Xoa. Hắn được lo đầy đủ. Thế Tôn thuyết xong, ngài hợp nhất các nhân vật trong bổn sanh như sau: Dạ Xoa là tỳ kheo nhiều của cải, hoàng tử Mặt Trăng là Xá Lợi Phất, Mặt Trời là A Nan, và Ma Hiêm Sa Sa chính là ta. Và ngài nói tiếp: Tỳ kheo, như thế trong một tiền kiếp, ông đã tìm hiểu bậc thánh là sao, có tính khiêm tốn và biết sợ chết. Nhưng vừa rồi ông hành động sai trái, khi đứng trước mặt ta giữa tứ chúng với thái độ kỳ cục, cho rằng mình thiểu dục. Một tỳ kheo là tỳ kheo không phải vì đã ném bỏ y quanh mình. Và Phật đọc pháp cú: Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi sớm, mà con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Chính Santati, quan đại thần của vua. Ai sống tự trang sức. Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên, do chuyện quan đại thần tên Santati đi dẹp giặc ở biên giới về. Santati được vua Ba Tư Nặc xứ Kosala giao vương quốc cho ông nhiếp chính trong 7 ngày và một cung nữ để múa hát.
Suốt 7 ngày đó, ông miệt mài rượu chè, và ngày cuối, ông trang điểm lộng lẫy, leo lên bạch tượng để đi đến hồ tắm. Ngang qua cổng thành, thấy Thế Tôn đang vào thành khất thực, ông vẫn ngồi trên lưng voi, cúi chào ngài và đi tiếp. Thấy Phật mỉm cười, A Nan hỏi và được Phật cho biết: A Nan, hãy nhìn quan đại thần của vua trang điểm lộng lẫy sẽ đến chỗ ta, và nghe xong cuối bài kệ sẽ chứng A La Hán. Rồi ông ta ngồi lơ lửng cách mặt đất 8 cây thốt nốt và nhập niết bàn. Đám người ở đó nghe được chia ra làm 2 phe. Phe tà kiến cho rằng Sa Môn Cồ Đàm ưa gì nói nấy, làm gì có chuyện tên say rượu bí tỉ trang sức đầy mình và nghe pháp và nhập niết bàn, quả là dối trá. Phe Phật tử thì tán thán thần lực của Phật thật kỳ diệu, và họ sẽ được đặc ân nhìn thấy sự dễ dàng của Phật và của Santati. Xuống hồ, Santati bơi lội cả buổi rồi vào lạc viên uống rượu, có cung nữ biểu diễn. Để có thân hình duyên dáng, cô ta đã nhịn đói 7 ngày, và trong khi trổ hết tài khéo của mình, bao tử và trái tim bỗng đau quặn lên như bị dao cắt. Cô chết liền, mắt và miệng còn mở. Santati chỉ kịp lắp bắp: Cô nương, coi chừng! Santati sầu não quá đỗi. Trong khoảnh khắc, rượu chảy trong máu ông từ cả tuần nay như biến mất, giống như nước để trên than hồng. Ông biết không ai ngoài Thế Tôn có thể dập tắt nỗi buồn của mình, nên đến gặp Phật, đảnh lễ, kể lại và xin được nương tựa. Thế Tôn an ủi ông: Ông đã đến đúng người có thể làm tiêu tan sầu khổ cho ông. Biết bao nhiêu lần người đàn bà này đã chết như thế, và ông đã bao phen khóc nàng, nước mắt còn nhiều hơn 4 biển. Và ngài đọc kệ sao? Việc gì đã trôi qua, tốt nhất là buông bỏ. Và ở trước mặt ngươi không có gì ở đó, nếu không nắm bắt gì, giữa tương lai, quá khứ sẽ bước trong an bình, không còn gì khổ sở. Vừa kết thúc bài kệ, Santati chứng quả A-la-hán cùng các thần thông. Quán sát thọ mạng mình, ông biết chẳng còn sống được bao nhiêu, nên xin Thế Tôn nhập niết bàn. Dù đã biết việc làm của ông trong tiền kiếp, Phật bảo ông kể lại cốt cho nhóm ngoại đạo đang chờ sự thật sẽ xảy ra khác với tiên đoán của Thế Tôn. Và nhóm Phật tử muốn thấy công đức quá khứ của ông được nghe. Vậy thì Santati, hãy thuật lại chuyện quá khứ, nhưng đừng đứng dưới đất mà bay lên trời, cao bằng 7 cây thốt nốt. Santati vâng lời, ông chào Phật bay lên trời, đáp xuống chào Phật một lần nữa, rồi bay lên trên, ngồi kiết già kể: Cách đây 99 kiếp, thời Phật Tỳ Bà Thi, tôi sanh ở Bandhumanti, băn khoăn không biết làm thế nào để trừ được tham ái và phiền não cho người khác. Bỗng gặp các nhà thuyết pháp, tôi quyết định sẽ làm việc đó mà thôi. Tôi khuyến khích mọi người làm việc công đức, chính tôi cũng vậy. Vào ngày Bát Quan Trai, tôi giữ giới, bố thí và nghe pháp. Tôi đi khắp nơi rao giảng, không có châu báu nào có thể sánh với Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Hãy cung kính Tam Bảo. Vua Bandhumanti, cha của Phật, gọi tôi lại hỏi thăm. Và khi biết việc tôi làm, ngài hỏi tôi thường dùng phương tiện gì để đi lại. Nghe tôi thưa thường dẫn đi chân đất, ngài choàng cho tôi một chuỗi hoa y như chuỗi ngọc và cho tôi một con ngựa. Sau đó vua gọi tôi lại lần thứ hai để hỏi thăm. Biết tôi dẫn đi thuyết pháp, vua cho một xe có 4 ngựa thuần chủng xin kéo. Hỏi thăm lần thứ ba, vua tặng nguyên tài sản lớn, một bộ châu báu lộng lẫy và cả một con voi. Đeo hết châu báu và ngồi trên lưng voi, suốt 80.000 năm thuyết pháp khắp nơi, tạo công đức, thân tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng mùi lá sen. Kể xong, Santati vẫn ngồi kiết già trên trời, nhập hỏa quang tam muội và từ đó nhập niết bàn. Lửa thiêu hết thân, xá lợi rơi từ từ xuống như qua nhài. Thế Tôn cho trải một tấm thảm trắng
để hứng và sai cất tháp tại ngã tư đường để thờ. Dân chúng tôn kính Xá Lợi này sẽ có nhiều công đức. Các tỳ kheo bàn tán về Santati và không biết nên gọi ông là ẩn sĩ hay bà la môn. Phật nghe được trả lời: Các tỳ kheo, đệ tử ta thật đáng gọi là ẩn sĩ và cũng đáng gọi là bà la môn. Và ngài đọc pháp cú: Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Tỳ kheo và bộ đồ rách thật khó tìm ở đời. Khi ngủ tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy câu trên vì trưởng lão Pilotika. Ngày nọ, trưởng lão Anan gặp một chàng trai lang thang, áo quần rách bươm, tay cầm miễn sành. Ngài kêu lại hỏi, sao không đi tu, có phải khá hơn sống như thế? Chàng trai hỏi tới: Tôn giả, ai cho con đi tu? Ngài đáp: Ta sẽ độ ngươi. Rồi ngài cho anh ta theo, tự tay tắm rửa cho anh, giao anh một đề mục thiền quán và xuất gia cho anh. Tấm vải trước đây anh quấn làm nội y được phơi trên cành cây. Được nhận vào tăng đoàn, anh làm tròn bổn phận và hưởng đầy đủ phẩm vật dành cho chư Phật và đi khắp nơi với những y đáng giá. Sau một thời gian, anh phát phì và bất mãn, nghĩ rằng chẳng lợi ích gì mà đi lang thang với bộ đồ của đàn na tín thí, tốt hơn là mặc bộ đồ cũ khi xưa. Rồi anh đến cành cây tìm lại tấm vải, tự mắng nhiếc mình là đồ vô liêm sỉ, ngu ngốc, trơ trẽn, bỏ đi ân huệ được mặc y phục tốt lành để đi đắp lên người tấm vải rách này với miễn sành, xin ăn đầu đường xó chợ. Dự ý này làm đề mục thiền quán, anh tự khiển trách mình và tâm trở nên an tịnh. Anh cất tấm vải trở về tỉnh xá. Vài ngày sau, anh lại bất mãn và tự trách như lần trước. Đến lần thứ ba cũng vậy. Các tỳ kheo thấy anh tới lui như thế, hỏi thăm, anh đáp là đến thầy anh. Và cứ thiền quán trên tấm vải cũ rách, anh tự điều phục. Chẳng bao lâu anh chứng A-la-hán. Các tỳ kheo lại hỏi anh, sao không lui tới thầy nữa? Anh cho biết: Chư huynh, khi còn dính mắc vào thế gian, tôi đến một vị thầy, nhưng bây giờ tôi đã cắt đứt hết trói buộc với thế gian, tôi không cần đến ông ta nữa. Các tỳ kheo báo với Phật cho là trưởng lão Pilotika nói dối. Phật liền dạy: Các tỳ kheo, con ta nói thật đây. Ông ấy đã tự điều phục và chứng A-la-hán. Và ngài đọc pháp cú: Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết né tránh chỉ trích, như ngựa hiền tránh roi, như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái, giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn dứt vô lượng khổ. Một Sayi Sukha, người trị thủy dẫn nước. Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên liên quan đến Sayi Sukha. Chuyện quá khứ, trưởng khố Ganda, người lao động Bhattapatika và Phật độc giác. Ganda là con của vị chánh trưởng khố thành Ba La Nại. Cha chết, vua gọi anh đến an ủi và cho kế vị cha làm trưởng khố. Từ đó người ta gọi anh là trưởng khố Ganda. Viên quản gia một hôm mở cửa kho,
chỉ cho anh tất cả tài sản tiền từ cha, ông nội và những người trước. Anh thắc mắc sao họ không đem theo sau khi chết, và được giải thích mọi người chỉ đem theo mình việc làm dù thiện hay ác. Từ đó anh suy luận rằng sẽ ăn xài cho hết trước khi ra đi. Anh bỏ ra 100.000 đồng xây một nhà tắm bằng pha lê, 100.000 làm một ghế ngồi bằng pha lê để ngồi sau khi tắm, 100.000 làm một cái bát đựng thức ăn của anh, 100.000 làm một mái che trên phòng ăn, 100.000 làm một cái đĩa lót bát mạ đồng, 100.000 xây một cửa sổ lộng lẫy trong nhà. Bữa ăn sáng 1.000, bữa ăn chiều 1.000, bữa ăn trưa ngày trăng tròn 100.000. Vào những ngày ăn tiệc như thế, anh chi 100.000 cho việc trang hoàng trong thành, sai người đánh trống hô to: "Mọi người hãy đi xem cách ăn của trưởng khố Ganh ha." Dân chúng tụ tập đến, mang cả giường chổng, và Ganh đã sử dụng hết mọi thứ mới tạo, tắm trong bồn với 16 bình nước hoa, mở chiếc cửa sổ lộng lẫy rồi ngồi trên sập trình diện cho mọi người ngắm. Người hầu dọn thức ăn trong chiếc bát quý giá để trên chiếc đĩa lót mạ đồng và đặt trước mặt anh. Rồi anh ăn, uống với nguyên một đoàn vũ công bao quanh. Một anh nhà quê chở củi lên thành, để tiết kiệm anh đến nhà người bạn ở nhờ. Nhân dịp đó anh được bạn dẫn đi xem cách ăn của trưởng khố Ganh Đa. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, anh nhà quê thèm quá, nhờ bạn mình xin giùm. Trưởng khố không cho, anh bạn xin nữa và cho biết không ăn được, thèm quá sẽ chết. Mặt trưởng khố từ chối, nhiều lần xin quá, trưởng khố bắt buộc phải lên tiếng: "Nè ông, mỗi miếng cơm á là đáng giá từ 100 tới 200 đồng đó. Ai đòi cũng cho thì ta lấy gì ăn?" Anh bạn vẫn cù nhây: "Ông chủ, người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết. Xin ông cứu mạng hắn đi." "Không được. À, nhưng mà để ta coi. Nếu thật như vậy á, thì hãy nói hắn là làm cho ta tới 3 năm đi, ta sẽ cho hắn chén cơm." Anh nhà quê đồng ý và làm mọi công việc rất trung thành, dù ở nhà ở rừng, dù ngày dù đêm. Dân trong thành gọi anh là người kiếm thức ăn Batabatika. Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không quên khen ngợi anh nhà quê. Trưởng khố ra lệnh cho anh 2.000 đồng cho bữa ăn tối, 1.000 đồng cho bữa ăn sáng, tất cả là 3.000 đồng, và bảo mọi người trong nhà trừ cô vợ yêu là Sintamani ngày hôm ấy hầu hạ ông ta xem như là ông chủ. Anh được tắm trong phòng tắm pha lê, ngồi ghế pha lê sau khi tắm, mặc y phục trưởng khố, vân vân. Rồi Ganda sai người đánh trống rao rằng Batabatika làm thuê cho trưởng khố Ganda để nhận một bát cơm. Hãy đến xem sự lộng lẫy huy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta. Chỗ nào anh nhìn đến đều rúng động. Xung quanh anh, vũ nữ đứng phục vụ và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt. Khi anh rửa tay thì một vị Phật độc giác đắp y ôm bát bay trên không và đặt chân xuống giữa hội chúng đứng trước mặt anh. Trước đó trên núi Ganda Madana xuất định sau 7 ngày, ngài đã thấy là anh có niềm tin, chịu ban ơn và sẽ được nhiều phước báo. Batabatika hiểu rằng vì trước kia không bố thí nên phải làm thuê suốt 3 năm để nhận bát cơm. Bát cơm này đủ cho 1 ngày và 1 đêm, nhưng nếu dâng cho bậc tôn quý này, anh sẽ được nuôi vô số kiếp. Và anh nén sự thèm khát không ăn một miếng cơm nào, mà cầm bát đến chỗ Phật, đảnh lễ ngài và trút vào bình bát của ngài. Được phần nữa, ngài lấy tay che bát, nhưng anh khẩn khoản xin ngài nhận hết để anh được phước, không những đời này mà còn đời sau, và được dự phần vào đạo pháp mà ngài đã thấy. Phật hứa khả: "Mọi ước muốn của ông sẽ được toại nguyện như được ngọc như ý. Lời cầu xin sẽ thành tựu như được trăng tròn." Và ngài hồi hướng công đức cho anh. Để cho dân chúng chiêm ngưỡng, ngài bay lên trời đến núi Ganda Madana và chia thức ăn cho 500 vị Phật độc giác, mỗi vị nhận đủ phần mình. Trưởng khố Ganda nghe tin, lòng tràn ngập niềm tin, tán thán anh nhà quê đã làm một việc khó khăn biết bao là bố thí, trong khi Ganda hưởng thụ quá đỗi mà chẳng cho ai bất cứ món gì. Trưởng khố mời anh ta đến
cho 1.000 đồng và xin anh ta chia phần phước đức sau khi bố thí số tiền ấy. Anh nhà quê bằng lòng, và trưởng khố lại chia gia tài của mình ra làm hai, cho anh ta phân nửa. Có 4 loại sở đắc về của cải, như một bậc A-la-hán hay vị chứng tam quả sau khi xuất định đáng nhận được của cải. Về tứ vật dụng, do sống liêm chánh và công bằng. Về trí tuệ, trí tuệ có được từ trí thức kết hợp với hỷ thọ, do bố thí cúng dường trong 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Về thần thông, sau thời gian thiền định, như vị Phật độc giác đã thi triển. Nghe chuyện Patapatika vui dòi anh đến, ban cho 1.000 đồng để đổi bình bát của anh, cho anh nhiều của cải và phong làm trưởng khố. 2 trưởng khố Patapatika và Ganda kết bạn với nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Mạng chung, Patapatika sanh thiên, hưởng phước suốt thời gian giữa 2 Đức Phật. Thời Phật hiện tại tái sanh vào nhà một thí chủ của trưởng lão Xá Lợi Phất ở Xá Vệ. Chuyện hiện tại, Sayi Sukha. Bà mẹ được săn sóc kỹ lưỡng khi đứa bé còn ở trong bụng. Đúng theo ý nguyện, bà cúng dường thức ăn đầy gia vị cho trưởng lão Xá Lợi Phất và 500 tỳ kheo của ngài. Được khoác y vàng, ôm bát vàng và ngồi vòng ngoài hội chúng và được chia phần thức ăn còn lại của chúng tăng, bà sinh một bé trai. Ngày đặt tên con, bà thưa với trưởng lão chọn tên và truyền giới cho chú. Trong nhà không ai đau ốm từ khi chú còn trong bụng mẹ, nên bà mẹ yêu cầu ngài đặt tên chú là Sukha Kumara, tức hạnh phúc, và ngài truyền giới cho chú. Vào ngày đãi tiệc nhân dịp xỏ lỗ tai cậu bé và những dịp lễ khác, bà thường dâng phẩm vật lên chư tăng. Lên 7 tuổi chú muốn đi tu, bà bằng lòng. Bà thưa với trưởng lão trước và sau đó mặc y phục đẹp đẽ cho chú và dẫn đến tịnh xá giao phó cho trưởng lão. Ngài cho biết đời tu sĩ lắm gian nan cực khổ, chú khứng chịu lãnh một đề tài thiền quán và được gia nhập tăng đoàn. Cha mẹ chú ở lại tịnh xá suốt 7 ngày cúng dường thức ăn 100 vị lên tăng chúng, chiều tối thì trở về nhà. Ngày thứ 8 tăng chúng lên đường khất thực, trưởng lão còn quá nhiều việc phải làm khắp tịnh xá nên đi sau với chú. Dọc đường chú thấy những đường nước vân vân giống như Sayi Pandita và được trưởng lão giải thích giống như Sayi Pandita. Rồi Sukha đưa y bát cho thầy xin trở về tịnh xá. Được thầy giao cho chìa khóa, chú vào phòng thầy tọa thiền và thấu triệt bản tính của thân. Công hạnh của chú làm ngay Đế Thích nóng lên. Ông quan sát thấy sự việc như thế nên muốn giúp chú. Ông mời Tứ Thiên Dương đến giường tịnh xá, đuổi bầy chim ồn ào rồi gác lối vào 4 phía. Ông cũng ra lệnh cho mặt trời và mặt trăng đứng yên, và chính ông đứng gác nơi cổng chính. Tịnh xá hoàn toàn yên lặng, Sukha tập trung mãnh liệt, chú khai mở minh sát tuệ và chứng tam quả. Còn trưởng lão khất thực xong rồi vội vã trở về tịnh xá. Thế Tôn trong hương thức thấy biết hết và cũng biết trước Sayi Sukha sẽ chứng A-la-hán, nên ngài rời hương thất đến trước cổng đón trưởng lão, đặt 4 câu hỏi để kéo dài thời gian cho Sayi kịp chứng quả. Trưởng lão trả lời xong câu cuối thì Sayi cũng vừa chứng quả. Lúc đó Phật mới cho phép trưởng lão mang thức ăn cho đệ tử. Và Tứ Thiên Dương cùng Đế Thích rời chỗ gác, mặt trời mặt trăng di chuyển bình thường. Các tỳ kheo bảo nhau, sao hôm nay buổi sáng quá lâu, buổi chiều giờ mới đến, và Sayi mới thọ thực xong. Phật liền giải thích và kết luận: Sayi Sukha, thấy người đang dẫn thủy nhập điện, thợ làm tên đang uống tên, thợ mọc đẽo bánh xe, tự điều phục được thân tâm và đắc quả A-la-hán. Và ngài đọc pháp cú: Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên uống tên, người thợ mọc